Thổ Nhĩ Kỳ đã không ngần ngại ném bom phá hủy các mỏ dầu của Mỹ, nơi quân đội Mỹ kiểm soát trong khu vực người Kurd ở Syria. Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Đảng Công nhân người Kurd PKK ở miền Bắc Syria. Kết quả là giếng dầu, kho chứa, hang động, hầm trú ẩn và nhà kho đã bị phá hủy hoàn toàn, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong thông cáo báo chí. Người phát ngôn của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, trong quá trình hoạt động chống khủng bố nhằm vào YPG, các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd Syria mà Ankara coi là chi nhánh Syria của PKK, một số lượng lớn những kẻ khủng bố đã bị vô hiệu hóa. Cuộc không kích đã đạt được mục đích của cuộc tấn công. Theo thông cáo, các cuộc không kích nhằm vào một cơ sở dầu mỏ ở Kadahon, trạm dầu Ankao ở phía bắc Anzawadiya và trạm dầu Saida ở vùng Ankahataniya. Cùng lúc đó, một cuộc không kích vào các cơ sở sản xuất dầu ở các vùng lãnh thổ do lực lượng người Kurd Syria thân Mỹ kiểm soát, nơi Washington khai thác và xuất khẩu dầu trái phép khỏi Syria, diễn ra vào ngày 5 tháng 10. Trong vụ tấn công này, một máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon của Mỹ đã bắn hạ một máy bay không người lái vũ trang Ankara có của Thổ Nhĩ Kỳ, cách vị trí của quân đội Mỹ chỉ hơn 500 mét. Theo giới truyền thông, chiếc UAV có vũ trang này trị giá khoảng 18-20 triệu đô la Mỹ. Không quân Mỹ đã bắn hạ chiếc UAV này trong khu vực hạn chế không phận do Mỹ tự thiết lập ở các khu vực chiếm đóng trái phép ở Syria. Bảy lầu năm góc từ lâu đã phân loại máy bay không người lái là mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh của nước Mỹ và quân đội Mỹ. Được biết, đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ bắn hạ một máy bay không người lái của một đồng minh NATO, không chỉ ở trên không phận Syria mà còn trên toàn thế giới. Lầu Năm Góc gọi vụ việc bắn hạ máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ là một sự cố đáng tiếc. Tuy nhiên, đại diện Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định chiếc UAV mà Mỹ tuyên bố bắn rơi không thuộc về quân đội nước này và họ cũng không nêu rõ thiết bị bay không người lái này có vũ trang hay không và thuộc về ai. Giới phân tích cho rằng sự đáp trả lẫn nhau giữa hai đồng minh NATO là một vấn đề rất nghiêm trọng. Bởi dù có mâu thuẫn gay gắt về vấn đề người Kurd và lợi ích ở Syria, Iraq, nhưng Washington và Ankara từ trước đến nay đều hết sức kiềm chế các hành động đối địch với nhau. Theo Giáo dục và Thời đại, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.